Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng Đá 365 Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây Huấn luyện viên Phạm Minh Đức, huấn luyện viên Lào có tự tin nhưng gặp U22 Việt Nam thì quá khó cho họ Theo huấn luyện viên Phạm Minh Đức, việc một huấn luyện viên tự tin dù gặp đối thủ mạnh là điều bình thường nhưng tự tin thôi là không đủ để xóa đi chênh lệch đẳng cấp. 19 giờ ngày 30 tháng 4, U22 Việt Nam sẽ có trận mở màn SEA Games 32 gặp U22 Lào. Trước trận đấu này, mới đây huấn luyện viên U22 Lào, ông Miten West đã có những tuyên bố đầy tự tin. Cụ thể chiến lược gia này phát biểu: "Dù có rơi vào bảng tử thần, phải gặp đương kim vô địch Việt Nam hay Á quân Thái Lan thì chúng tôi cũng tới SEA Games 32 không phải để chơi. U22 Lào chẳng ngại đụng độ đội từng 16 lần vô địch là Thái Lan hay đương kim vô địch Việt Nam." Chúng tôi sẽ ra sân và chiến đấu như những chiến binh. Ban huấn luyện đều đã phân tích rất kỹ lưỡng các đối thủ mạnh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia." Trước tuyên bố mạnh mẽ của huấn luyện viên Mitchen West, huấn luyện viên Phạm Minh Đức chia sẻ. Bất cứ huấn luyện viên nào, nhất là huấn luyện viên ngoại khi tới dẫn dắt một tập thể thì luôn luôn phải có niềm tin vào bản thân, luôn luôn phải bảo lưu quan điểm của mình và khích lệ các cầu thủ. Đấy là điều rất cơ bản thôi. Tôi nhớ trước đây trước khi gặp Việt Nam thì ông huấn luyện viên này cũng từng tuyên bố như vậy rồi, đây đơn giản là liệu pháp tâm lý thôi. Ngược về AFF Cup 2022, Lào ở cùng bảng B với Việt Nam và cũng đụng độ nhau tại trận đầu tiên vòng bảng. Trước trận đấu đó, thậm chí huấn luyện viên Mithen West còn tự tin có thể thắng chúng ta. Tiếc là sau đấy, Lào lại thua 0-6. Vị huấn luyện viên đang làm công tác đào tạo trẻ tại Hà Nội FC nói tiếp: Nhìn đi nhìn lại, điều quan trọng vẫn là phải xem chất lượng giải đấu của bóng đá Lào trình độ của bóng đá Lào ở đâu, các cầu thủ trẻ có thường được chơi ở giải vô địch quốc gia không. Chuyện lên dây cót tinh thần là đương nhiên phải làm, nhưng tôi nghĩ U22 Lào khó gây bất ngờ trước Việt Nam. Có chăng thì họ sẽ gây được khó khăn cho chúng ta ở thời điểm đầu thôi khi họ còn đang khỏe và tập trung. Nhưng nếu chúng ta đẩy cường độ lên và chơi với những phẩm chất của cầu thủ U22 Việt Nam, khả năng chơi nhóm hay cá nhân giống các em thể hiện thời gian qua, thì sẽ thấy cách biệt về trình độ thôi và ta sẽ thắng họ. Đấy là điều vẫn thường thấy từ trước đến nay khi bóng đá Việt Nam gặp bóng đá Lào. Trong quá khứ khi gặp Lào ở cấp độ đội tuyển trẻ hay quốc gia, huấn luyện viên Park Hang-seo đều chơi kiểm soát bóng, tấn công. Vậy dưới thời huấn luyện viên chưa Dơ, cách tiếp cận đối thủ Lào có gì khác biệt? Thời thầy Park. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức cho rằng, về cơ bản thì phong cách của U22 Việt Nam tới đây gặp Lào cũng sẽ giống thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Khả năng U22 Lào sẽ chơi phòng ngự dày đặc, đá 541. Khi gặp một đội bóng yếu, không có khả năng phản kháng, thì đương nhiên chúng ta sẽ đẩy đội hình lên cao, giống như thời ông Park thôi. Chúng ta sẽ để 3 cầu thủ ở nhà phòng ngự, 7 cầu thủ tấn công. Ở thời huấn luyện viên Park, có thể dàn cầu thủ U22, U23 Việt Nam nhiều cầu thủ cao lớn hơn. Còn nhìn vào danh sách U22 Việt Nam lúc này, những cầu thủ cao lớn ít hơn. Dù vậy chúng ta cũng có Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, sở hữu ngoại hình tốt. Họ sẽ là hai cầu thủ đón nhận các pha bóng bổng tấn công. Văn Tùng có khả năng không chiến tốt, chọn điểm rơi, kết thúc một trạm tốt. Với một hàng thủ dày đặc thì huấn luyện viên giỏi như ông Chưa Dơ cũng sẽ giống ông Park thôi. Nếu chưa thể xuyên thủng nhờ bật tường, đột phá, đá phạt cố định và chuyển sang tận dụng bóng bổng, phạt góc. Ngoài Văn Trường, Văn Tùng thì ông ấy có thể sẽ tận dụng thêm các cầu thủ phòng ngự lên tham gia không chiến như Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long. Thường thì gặp các đội bóng yếu, huấn luyện viên chủ yếu phải lên phương án ghi bàn, mà đã về phương án ghi bàn ai cũng thế thôi. Ông Park hay ông Chưa Dơ cũng sẽ đều giống nhau thôi. Tận dụng tất cả các mũi nhọn trong tay. Ví dụ về rút xa, có thể tận dụng khả năng của Khuất Văn Khang. Còn về đột phá, có thể sử dụng khả năng của Lê Văn Đồ. Dự đoán về tỷ số trận đấu, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Tĩnh cho rằng U22 Việt Nam sẽ thắng cách biệt U22 Lào. Về chuyên môn, ta luôn tôn trọng mọi đối thủ, đánh giá kỹ đối thủ. Với sự tranh lệch giữa bóng đá Việt Nam và Lào, ta phải làm được việc không cho đối thủ lên bóng. Vì chúng ta đang hướng về World Cup cơ mà. Nếu Lào mà ta còn không đá được thì xác định gì World Cup. Nên không phải chủ quan đâu, nhưng ta phải đánh giá đúng. Trước Lào và Singapore, theo quan điểm của tôi, sẽ là hai trận thuận lợi cho chúng ta. Trước Lào ta gần như không có khó khăn. Có thể là khó một chút lúc đầu thôi. Nếu ta có bàn, dù chỉ một thôi, ở hiệp một, thì sau đó đối phương sẽ không thể giữ được mảnh lưới nữa. Tôi nghĩ tỷ số sẽ là 3-0 cho U22 Việt Nam. Dự đoán về một trận mở màn khác của bảng B giữa U22 Thái Lan và Singapore, huấn luyện viên Phạm Minh Đức nói. Tôi dự đoán tỷ số sẽ là 3-0-4-0 cho Thái Lan. Trong thành phần 24 cầu thủ U22 Việt Nam được giữ lại, có 4 cầu thủ Hà Nội FC là thủ môn Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Vũ Tiến Long, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường. Nói về 4 cậu học trò ở Hà Nội FC Huấn luyện viên Phạm Minh Đức cho biết, ông luôn động viên tất cả thể hiện tốt ở SEA Games để sớm ngày lên đội tuyển quốc gia. Tôi vẫn nhắn tin cho các bạn, tháng 12 năm 2022 vừa rồi, các bạn vẫn đi dự giải U21 quốc gia với tôi mà. Tôi vẫn nhắn tin trong nhóm cho Tiến Long, Văn Trường, Quan Văn Chuẩn, Văn Tùng rằng phải cố gắng phát huy năng lực bản thân, tận dụng tối đa các cơ hội để lấy niềm tin từ huấn luyện viên để sau này còn lên đội tuyển quốc gia nữa. VFF giao ông Chua Dơ chiếc Ford và muốn nó chạy như một chiếc Lamborghini. Dù mang danh phù thủy trắng, ông Philip Chua rõ ràng không có trong tay cây đũa thần để biến U22 Việt Nam hay đội tuyển quốc gia lớn nhanh như thổi. Tham vọng World Cup được VFF nhắm tới có sự đồng điệu từ cả ngành thể thao và giới mộ điệu sau những thành công vang dội dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo. Tuy nhiên so với lứa đàn anh, U22 Việt Nam hiện nay rõ ràng là một tập thể khác, không có nhiều gương mặt nổi bật và yếu cả về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trước khi tỏa sáng ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 ở Thường Châu Trung Quốc, Công Phượng Quang Hải và các đồng đội từng thua sấp ngửa ở các giải đấu năm 2016 và 2017. Lứa một học viện Hoàng Anh Gia Lai cũng chảy chật tại v -Lich. Đó là một quá trình bổ ích với những cầu thủ trẻ, làm cơ sở cho những bước tiến dài sau này. Như một chiếc lò xo, đội tuyển Việt Nam thời ấy chỉ cần thêm bàn tay ông Park để bật lên, không gì cản nổi. Nhưng đấu trường World Cup là một cuộc chơi khác, đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị và tích lũy kinh nghiệm hơn. Hãy lấy Thái Lan làm ví dụ. Đội bóng xứ Chùa Vàng từng vào tới vòng loại cuối World Cup trước cả Việt Nam, nhưng vẫn cho thấy sự non nớt khi bước ra sân chơi châu lục. Cần chú ý, đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park chưa từng thắng Thái Lan trong các cuộc đối đầu chính thức. Hai lần chạm trán ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội bóng của ông Park phải rất chật vật mới có được hai kết quả hòa. Mới đây nhất, đội tuyển Việt Nam thua tâm phục Thái Lan ở AFF Cup 2022. Bóng đá Thái Lan đã cho khá nhiều ngôi sao ra nước ngoài thi đấu và hiện đang thành công ở những giải hàng đầu châu Á như J-League. Điển hình là Chanathip Song Krasin hay Therathon Bunmathan. Trong khi đó, các ngôi sao Việt Nam vẫn khá chật vật với con đường ra nước ngoài. Màn trình diễn của Chanathip ở AFF Cup 2020 hay Terathon năm 2022 thực sự khiến ngay cả giới chuyên môn Việt Nam phải nề phục thật khó tìm một cầu thủ Việt Nam có cùng đẳng cấp như hai cái tên nói trên của Thái Lan trên thực tế đội tuyển Việt Nam có rất ít sự bứt phá về lối chơi dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn áp dụng chiến thuật quen thuộc phòng ngự phản công vốn thích hợp với các đội bóng bị đánh giá là ở chiếu dưới ưu tiên của ông Park là không thua trước khi nghĩ đến chiến thắng nó có thể hợp lý để đội tuyển Việt Nam gặt hái được thành tích trong ngắn hạn nhưng lại không thể tạo nên sự biến đổi về chất trong lối chơi. Nhắc lại vấn đề này bởi huấn luyện viên giờ hiện nay đang nỗ lực để U22 Việt Nam và sắp tới sẽ là đội tuyển quốc gia có khả năng kiểm soát bóng tốt hơn. Đó thực sự là một canh bạc và thách thức lớn với ông giờ với tỷ lệ thành công khó đoán định. Lứa cầu thủ vàng dưới thời ông Park đã no nê các danh hiệu, chấn thương hoặc xa sút phong độ. Đội trẻ hiện nay không theo kịp lứa đàn anh như đã nói ở trên. Những nguồn am hiểu cho biết, trong quá trình đàm phán, ông Chưa Dơ đã có những chia sẻ có tính chất ví von, rằng khó có thể giao cho ông một chiếc Ford rồi lại đòi ông có thể điều khiển nó chạy như một chiếc Lamborghini. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn chấp nhận thử thách. Về cơ bản, ông Chưa Dơ hoàn toàn có thể thất bại và giấc mơ World Cup của Việt Nam thực tế không hề đơn giản nếu đối chiếu với những gì Thái Lan đã trải qua. Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây có thể thấy rõ là để phục vụ ước mơ vươn ra ngoài khu vực thái lan thực sự đã hy sinh các giải đấu tầm khu vực như sea games hay aff cup vff hay nói đúng hơn là việt nam ngược lại đang cho thấy sự thiếu nhất quán trong chiến lược và tham vọng của mình chúng ta nhắc nhiều đến mục tiêu world cup nhưng lại không dễ dàng để bỏ qua những thói quen cũ như đòi hỏi về một chiếc huy chương vàng ở sea games cơn khát vàng môn bóng đá nam sea games rõ ràng là một vấn đề của quá khứ ở giai đoạn chúng ta chưa từng có một lần chiến thắng, nhưng nó là một sự vô lý ở thời điểm hiện tại khi bóng đá Việt Nam nhắm đến các mục tiêu xa và cao hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.